Hello mọi người, lại là Thi Thơ Makeup đây ạ. Nếu được chọn một bước makeup, bạn sẽ chọn makeup gì? Mình sẽ chọn son môi. Bởi vì son môi giúp cho gương mặt của mình tươi tắn và rạng rỡ hơn. Mình đã mix hai màu son lại với nhau, đó là màu đỏ rượu vang và màu cam, để cho màu son trông lạ mắt hơn. Và nếu được chọn hai bước makeup thì mình sẽ chọn kem che khuyết điểm tệp với màu da của mình, để che những vùng có khuyết điểm như vùng cuồng thâm mắt và những vết khuyết điểm nhỏ trên gương mặt của mình. Và nếu được chọn 3 bước makeup thì mình sẽ chọn cách đánh má hồng. Vì đánh má hồng mình cảm thấy là gương mặt của mình tươi tắn, xinh xắn và trẻ trung hơn rất là nhiều. Và nếu được chọn 4 bước makeup thì mình sẽ chọn chuốt mascara lông mày. Và nếu được chọn 5 bước makeup thì mình sẽ chọn makeup vẽ eyeliner thay vì chuốt mascara, để cho mắt của mình trông sắc sảo hơn. Và đây kết quả 5 bước makeup của mình. Trước khi đi làm mình luôn bỏ ra 5 phút để makeup cho mình. Và các bạn sẽ chọn 5 bước makeup nào trước khi đi làm ạ? Và trước khi makeup thì mình không quên là bôi kem chống nắng. Cảm ơn các bạn nhiều nha.